Rồi chào tất cả các bạn nha. Thì bữa nay bà sư mẫu cho mấy anh em mình con gà. Giờ mấy anh em mình lên bắt gà định làm món. Gà sư mẫu thì bao. Giang hồ lâu lâu lên nó cũng tẩu bả con hai con hoài à. Dạo này ở đây giang hồ dữ lắm. Bởi vì bà nói thôi cho thầy giang hồ ăn thôi cho bán bay ăn đó. Đi sùng bự cho chắc đi. Lên đây dụ mấy gà nó vô giật cái dây nó mới được không nữa. Nếu mà giật không được phải rượt á. Mày chập nó lâu bắt con nào dính con nào ăn con đó. Mà cái này rượt nó hơi khó tại vì mối quan rộng quá. Ông nhìn tôi chập một phát một là đi vô luôn hả? Mày hay quá, lúc trước mày chập phải không? Đúng rồi. Mày Dương Hiếu. Hay quá, tao trước tao quay phim lần rồi. Rồi đúng. Mày nói mày hay quá, mày chụp gà, mày nếu thì mày đi chơi vậy đó. Mày Hiếu chụp cái thằng ngon gà sư mẫu với cái clip lúc trước bạn, khoảng 2 tháng trước đó. Hai anh chịu chụp gà buổi trời. Anh em mình lên bắt gà coi chưa biết định làm món gì nữa. Cứ bắt trước đi tính sao. Bắt ở hồi là mấy cái ốc rồi. Hả? Hai món. Làm hai món. Hai món luôn hả? Ốc nướng tiêu. Rồi luôn con kia não tha mắt mắt hết chiếc dép rồi. Bị vấn đề này hoài luôn. Không biết tốn bao nhiêu đôi dép ở chỗ này. Lâu lâu bạn nó con chó nào nó ra rồi nó thay chiếc gì nè. Còn lại con chiếc gì đó. Rồi tới chuyện luôn con chiếc một sao mang về đây thiệt tình trời. Chó nào kỳ vậy. Quải trưởng mà trước mắt một đôi rồi. Lu mày đi săn tìm cái con nào, con kia kia nào nó thay chiếc dép tao. Đau đầu thiệt. Sao buộc là mình giật hay là mình gợt kiếm mọi như lúa nhữ nó thử được không? Giật trước đây rồi không được thì tính sao? Ừ. Ông chơi một món, con chơi một món chứ. Kiếm cộng dây mới được Hùng ơi. Con chập luôn. Mày tào lao con gà nó bà đứng đâu nó dạng nó mà làm chập. Mày, để đâu? Nè, con làm một phát một thôi. Mày hay quá. Ê cái này được nè ông lỗ cũ. Nó còn dây cái chuồng sẵn rồi nè. Ừ. Đi kiếm lúa nè, không biết để đâu. Hả? Ờ, mấy con chó này dí dạ trơn rồi. Đi ra đi. Có lúa rồi mới được. Lúa ở đâu đây? Lúa. Ở trên đây bà có để lúa không? Để đồ ăn đâu, biết đường kiếm. Lúa để đâu sư Mậu? Mậu sư. Nè, bắt con này ăn mẹ rồi đi. Nó mau. Thử. Thằng này chọc gà mái bà đang ấp trứng đó quỷ ơi. Vậy. Cho gà mái gì đó. Mà cho gà mái. Trên đây có lúa không sư Mậu? Có lúa gạo gì trên đây không? Bà... trong cái tủ dưới này phải không? Bà nói trong cái tủ nè. Có bịch lúa trong á. Làm quá trời. Gà nó chạy nó kìa. Đó kìa bay kìa. Cậu đáng đi, cũ lấy không dây đáng đi. Kìa nó lại nguyên bậy kìa. Lại nguyên bậy kìa. Đó. Còn gà mái không gì vậy? Con đấu gì nhát chưa ăn chưa. Biết con nào? Biết con nào? Rồi lụm con nào đại con đi. Tao thấy dâu gà già không đó. Thấy gà già không? Không gà tơ. Ế con gà kia tơ đó ông cũ. Đó con gà nó tung ra cái đầu ra kìa. Con gà đen đen á. Gà bông đen nè. Gà này gà tơ nè, phải không? Gà này nè. Gà mới đẻ rồi. Gà mới đẻ. Này, con gà kia. Ủa dạ. Con kia đủ ăn. Mày tào lao gà mái đẻ của bà đó. Ờ con gà đó mới gà tơ đó. Rồi bắt đem ra đưa bà coi rồi. Bà thấy coi được không? Rồi cái lọng chạy ra luôn rồi kìa. Thả nó luôn đi, thả ra đi. Rồi. Đưa bà phải không? Bự không? Đủ đâu lượng nhắc ta. Rồi thấy già dữ trời. Chạy gì không biết già gái không chạy đến lao nội. Trời ơi mới đẻ má ơi. Hả? Mới đẻ. Mới đẻ hả? Đang đẻ mà nít bốc hộp. Thôi vậy nhủ con khác giữ con khác đi. Về nhà ăn đại đi. Già đâu. Mới chiêu ăn gà tơ mà chiêu vô. Giật con cái nó nhát mẹ chạy từ hết trơn rồi. Không nữa là mai xuống nhân.
3-4 con không chịu giật. 3-4 con gì đấy, để gà tơ vô cái giật. Được, con gà tơ đâu rồi? Con lu gà giỏi kìa. Giỏi kìa. Lu. Lu. Mày rảnh quá ha lu. Giỏi quá. Tao bự mà gà. Lu. Ừ. Thiệt tình chứ bắt băng dúng gà mái già vậy, nó nhát nó chạy từ lưa cho mấy gà mái tơ. Chốn đậu trần. Để từ từ nó hồn dưa giống chứ. Con vàng nó cũng già rồi. Nó già chứ, mặt nó ngầu quá chứ. Ngủ. Dạ. Lao mất tiêu chân, nó lủi mất. Mất dạng luôn rồi. Mấy lu này gà hay lắm. Mới đi bắt chuột á, mình với củ thủ đi theo, dẫn 3 con theo, không con nào làm ăn được gì chứ. Chuột nhảy xuống nó đâu mất tiêu chân. Ông đi qua vườn quang bánh kìa. Có nghe tiếng gà kêu bánh mày. Đó, lù dí kìa, lù dí kìa. 2-3 con luôn kìa. Gì vậy? 2-3 con gà mái nè. Đâu? Đó. Đó. Gà không mày ơi. Hai con gà này gà già không à. Để coi lại con đi đầu hình như là con gà mái tơ kìa. Cổng cổ. Hình như gà con này thấy hình như con đi đầu là con mái tơ kìa. Mà vũ kiểu đó kỳ lộn không? Nhé. Cổ. Cổ xì. Lại con gà mấy nè, nó tơ gì nè. Nó đây nè. Kiếm gì vậy? Chuối nè. Chín hay vậy? Ôi trời. Đi tới đâu vào tới đó. Trời ơi, cái vườn nguyên ổ chuột chào bá luôn kìa. Đó. Chu lá. Thì đi tới đâu mà tàn sát tới đó, không còn cái gì. Gãy không? Nó dài lắm. Không có đem vào. Dài lắm quá. À, ông nội ơi, ông nội. Tao lại. Rồi đem dao lên chặt ba ơi. Trời ơi trời. Để đi, hồi lấy dao tính sao, nhà chú mẫu có mà. Ấy như mấy gà chứ kìa. Chạy. Nó chạy đâu mất mẹ hết trơn rồi kìa. Lùa vô cái nhà này cho nó ăn, không ăn dí nó dễ hơn. Chạy dưới sát mấy mương á. Đâu bắt tiêu chân rồi. Đò hái buồn chuối không chạy bắt tiêu chân. Bắt gà kiểu này tới một chuyện thiệt chứ. Đó nó kêu đó. Mày gà Hùng ra cho nó vô Hùng. Đây nè Hùng ơi. Cái dòng cũ đi tới nó vô. Mày gà mái. Trong bụi lụng á, con cũ tới luôn luôn cũ. Mày đi ra chỗ đó đi cho chạy vô nhà Hùng. Cho con cũ đi tới chạy vô. Gà kia mặn xong rồi. Vô lòng để tới gần chiều mới lụm được nó đó. Nó mới dạng lại. Vô vô luôn. Do mấy con lu kìa bà ơi, nó quậy quá 3-4 con đó, nó sợ. Mới có vô bắt gà mới dở làm như đám giặc. Nó chạy ngờ ngờ cho nó rồi mấy gà nó trốn chân. Hết được rồi. Trời ơi trời, Mr. Hùng của mình gọt củ hành kìa bạn ơi. Này có thằng chung chung tiếp thị thức ăn nữa.
Mưa trời, đang mưa quá trời luôn. Ở dưới 16 ở trên đây nhiều. Lúc mà bơm ông cổ xong là tôi vừa dắt xe ra ào ào ơi. Lên tới bên phà sao dẹt vừa định cởi cái mưa ra, tự nhiên cái mưa cái ào đó luôn. Rồi tắt luôn hay gì? Miền khúc trên đây đâu có mưa. Không mỏng nè. Có Vũ chú Năm chưa? Hãy gặp ổng đâu? Bà Năm gà gà hả? Đây, chú Năm trường á. À chú Năm hả? Đội có bả bển mà ông nội. Bả bả ở đây chơi rồi mà. Rồi rồi, ông ngủ đi. Mà nói qua nó lại gà này mình làm món gì? Đắp bông bí đó. Ôi. Rồi bén rồi, rồi mấy cái bông bí mấy anh em mình hấp cá cha ngon thiệt quán. Nó bùi. Giờ hấp gà ăn bữa đi. Nay hay chuyển qua hấp gà. Bông bí. Mới thiệt luôn á. Ở đây nồi ơi, son chảo đâu cũng vậy, không có thứ gì chịu nói. Nồi nào chịu cho nói. Ủa ông nói ông mua, ông nuôi ếch, ông nuôi thiệt luôn hả? Kệ thì đó, tôi mới thấy cái lưới trắng chung đứng ngoài kìa. Trời ơi trời, lại nuôi ếch. Nuôi ếch ăn tết. Đã nói là nuôi ếch ăn tết. Tết nói là ông đi chợ. Tôi không nói trước đâu, rồi dính luôn lần rồi. Không bán được con nào hết á. Thế này nuôi ăn thịt mà. Nuôi toàn nuôi ăn thịt làm liếp không à. Cái gì? Con gà đâu. Nó cho gà vô luôn. Ừ. Đốt. Dữ lắm mà. Gà siêu mẫu rồi cho ăn hèm ăn tắm được không mà. Gà. Hở gà. Đang lễ nguyện con. Còn đúng không? Dùng vô nồi hay gì? Dùng vô nồi hay gì mà dùng cái từ thế ấn lạnh không? Ủa chết mẹ quên luôn rồi. Tao phải nói để vô nồi hay gì, dùng vô nồi. Còn cái này bỏ quên này là đi. Đứa ơi mày. Rồi cho em lên bếp luôn. Nhanh gọn lẹ tóc hành. Chặt vừa Hùng ơi. Chặt vừa Hùng ơi. Chết rồi chết mỹ. Bữa nay 12 giờ nha ông Trung. 12 giờ về trời. 12 giờ về chứ. Giờ đó vô không ngủ hết. Giờ đó gần giờ làm ngủ hết. Thằng đâu cứng khừ không á. Nãy chạy lên tới cầu Tân Sơn mưa quá trời mưa đó, bởi vì giao thông đứng chỏng đứng trong quán chân luôn. Chứ không phải là mua hả? Vậy tưởng đâu mua mò trên cái mương nhánh chứ. Chết rồi chết. Chết mới dập á. Ngon đó, để lại đi hồi nước ha. Đồ chết. Mò bén không à, bữa nay thêm ốc bù à, nướng nữa. Nướng tiêu hay nướng gì? Hay nướng đại không cậu? Không, bữa nay không có nướng mua tiêu đâu. Trời ơi, không có mua tiêu luôn hả? Hay là luộc xả? Bắt lên. Rồi cho lên luôn chị Nương ơi. Nhanh gọn lẹ. Cái này luộc đi cho lẹ anh Cũ ơi, này nướng cực lắm, nướng lâu lắm. Hay luộc đại em Cũ ơi. Phải có mắm mẻ không? Thôi kệ bà đi, lỡ rồi mình luộc đi rồi để miếng xả rồi bắt đầu mình làm nước mắm chấm đi. Mai chiều em đem xuống, hứa với ổng đem xuống mà quên bà. Còn mẻ hoài không? Con beo nó còn ở ngoài quán. Làm gì? Beo ngoài. Mới thấy nó cứ tìm với thằng Long về kìa. Nó kêu làm gì? Kêu nó qua là thấy kinh miếng lắm. Miếng gì? Cho mẻ luộc. Cho mẻ hả? Cho mẻ vô làm nước chấm. Cho mẻ mà luộc có. Có hả? Ở này cũng có kìa. Có. Này siêu mẫu có hả? Ừ. Vậy ngồi lại xin siêu mẫu. Siêu mẫu có cả không ta? Xả trên bờ đó. Xả nó thơm lắm. Xả quế nó chịu không nổi. Đường mình lên xuống đó nguyên đám á. Xả quế. Xả nó ăn không được. Nó thơm mình để vô nó ăn không có mùi vị à, luôn. Đi vô Trung Quỳnh á. Vô Trung Quỳnh. Nó thơm mà thơm bán cái mồi mình làm luôn á. Ờ nó thơm dữ dằn thơm lắm. Cái xả đưa vô Trung Quỳnh đổi. Bụi một bụi bỏ đổ được không thích. Mà làm mày hử hoài không? Thôi. Thôi ơi trời ốc mày mua mà thối mày. Mua đồng hồ không bắt như mà thường á. Vậy nó mua đúng thì cháu thử giữ hai là trò mày chứ. Dạ, dạ. Cho nước dừa vô luôn. Ở luôn đi. Rửa nước dừa. Cái dừa mày lớn gì dừa rửa nước đâu. Rửa nước dừa phải rồi nha, bữa hấp cá gì nhớ không, khét á. Cái lửa này nó gom với dừa không.
Đây cái lá bụng cái dừa nè. Ừ, ừ, ừ. Ngọt ha, mình chạy. Ừ. Nước rồi đó. Rồi bông bí mình để vô luôn hay là ăn hồi chứ nữa? Vô, vô gà nó ấy thì được ấy. À. Màu mà gì đó. Bông bí này được cái là mình nấu lẩu, mình hấp, ăn ngon dữ lắm, nó bùi á. Giờ người ta trồng bí, người ta trồng bí này không nè. Không lấy trái. Không lấy trái bà lớn người ta bán không nè. Để trên hiện đại. Ừ. Trời mưa này lai gai là đúng bài rồi. Con chuột cũng nằm ngủ đã. Cưng như nướng lâu lắm rồi. Không nướng lâu lắm. Ờ, để lên coi rồi nè. Chứ nè, nó là thấy nhiều lắm. Nướng nó chảy nó. Mắc rồi. Thôi để bữa nào mình nướng đi, bữa nào mình lễ ra mình làm nước mắm gì mắm tiêu á, mình lễ mình chế vô ốc á. Cái này người ta hấp mình nướng. À. Cái này hấp đi. Bữa nào mình nướng sao đi. Để tự làm món này cho. Ừ, để đi tự làm món này cho, thấy ghê không? Ăn được không? Ngon quá chết à. Rồi sao làm không đi, để lên mấy bếp ga kia luôn kìa. Nó mau. Xong rồi dọn ra dứt ha. Ừ, xong rồi dọn ra dứt thôi. Gà này gà tơ cũng mau mà. Gà văn gà tơ luôn. Dạ. Má tơ luôn. Ông nhắn cũng mạnh lại má tơ nữa, tao biết rồi. Tao biết rồi. Má tơ thiệt luôn hả? Má tơ luôn, má tượng trứng à. Má tượng trứng nó chưa có bằng... bạn đồ lúa à? Dạ, tưởng đang gà má già đẻ biết dứa rồi chứ. Đây bỏ mà nãy ông tung mà mềm. Tơ. Chưa bắt hoài bắt được bởi vì mình về bạn trên đây cũng sủ với hồn bắt. Nếm nếm mà nghe được. Bắt gà đó, bắt hoài không được. Trời ơi, ốc bù à, hấp bia luôn. Thứ gì chịu nổi. Ớt tiêu đường ngọt nhau không? Rồi sao Hùng? Để tiêu đường ngọt nhau. Mình trả hết nguyên lon vậy luôn hả? Ốc buồn nó gà nước nha con. Bây giờ ít thôi. Nhớ là lon. Mày gì ạ? Muối. Đường dây đó. Quà tôi không biết cái gì, dĩ gì. Đường. À, đâu, đâu biết thứ dữ nè, cái này tỷ tỷ sao luôn nè. Ngàn sao là xưa rồi. Tỷ 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 ngàn ngàn sao sao. Làm cái nước chấm ơi. Chấm gà luôn, chấm chấm gà chấm. Rồi gì nữa? Trời trời, làm bây giờ suy nghĩ kìa ông nội mẹ ơi. Trời ơi, đang đi bắt cỏ đó. Rồi, để nắp lại không? Rồi, giờ xong không? Chờ đợi thôi ha. Ăn được rồi. Nãy đâu không nói dám để hết nguyên lon này lắm mà. Hết lon cũng được gì đó. Trời ơi, ốc ngồi ra nước cái đống còn một xíu để làm gì Hùng uống luôn đi Hùng. Thôi trời. Giờ cổ sủ đang làm chén nước mắm thẳng gì nước chấm thằng thánh gì nữa kìa. Chấm gà luôn. Công đôi chuyện luôn. Thằng ơi bia đâu có uống nè cổ. Ồ ô bạn coi kìa bạn ơi Lục Bình. Do bắt cái con kìa nó bích chạch luôn rồi. Quá trời nó tấp vô đây rồi. Ờ chuyện luôn. Tí nữa bạn có này có bò mà. Ủa trường ông ổng ông chưa về nữa hả? Ờ dính mưa chưa về hả? Dính trường hả? Cà lọc mình mà anh đang sửa cái bè, nới bè rồi bự ra nữa. Nào giờ là bè đó là bè 6-12 á. Giờ là đổi nối ra nữa thành bè 9-15. Nói mình nói cho Phúc Trong đó. Giống như cái bè của con Beo đằng kia mà. Đó, đó, đó nó thọc vô trong nữa. Nó rộng ra. Chứ giờ chỗ này mình đâu còn gỗ mình ra bè nữa đâu. Mình chỉ được nới được một ít vô ăn như trong bờ chút xíu gì đó. Thành cái bè 9-15 luôn. Bởi vì ở đây mấy cô chú thấy không, ngày ngày cái bè sửa làm lại này nọ cắt kiểu rồi giờ tùm lum hết trơn. Tức là mình làm từ 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 cái nào nó thuận lợi rồi mình làm kiểu mà mình ăn gian á cho nó tận dụng hết cái chỗ đó, tại vì giờ mình không còn ra bè được nữa, bích chịch hết trơn rồi. Mà như thí dụ mấy cái rảnh này nè. Thì cái nào mình tận dụng được thì mình tận dụng vậy đó. Hơn lu nằm đá.
lu quay mặt lên vội vẫy đùi thấy ghét không, lấy bạn ở lại rồi không, bánh nó không ăn đâu, nó ngọt nó không ăn, đừng cho nó ăn, con công nó không ăn đâu. Ớt cái gì vậy? Ớt này ngồi trời không? Ớt bầm xong nhìn thấy không phải ớt nội ơi, giống vỏ chanh, vỏ chanh thiệt mà vậy cũng nói ớt nữa, bởi vì nói ớt sao cái màu kỳ vậy. Ừ, chịu đời sao cho nổi không? Cái này chính xác là nước mắm hay là nước gọi là muối ớt ấy? Muối ớt xanh. Ôi rồi, thằng Thiên đụng ô kìa. Trời, chắc cũng tới bến luôn. Ừ. Chùa là tới nấy luôn. Mày bớt ra lại không hồn? Tao thấy cái nắp thì muốn nó văng lên là mày. Bớt lại đi con, chắc chín rồi đó, giống chừng nữa đó, ốc nó màu dữ lắm. Trời ơi, nãy luôn rồi, chín luôn kìa. Nó dở mài hết rồi đó. Cái mau mà. Chú nghĩ con úp nắp lên đây, con tắt cái bếp ga luôn là vừa lại. Ờ, tắt luôn đi. Đợi gà này chín hồi mình dọn ra ăn nó nóng nó ngon. Rồi để nắp lại tắt thôi. Xong rồi đó. Còn đợi món này nữa nè. Cái này để bí vô được chưa chị nữa? Để hồng nó để luôn. Chút nữa hả? Wow, hấp dẫn chưa? Ghim thử luôn. Coi bí vô luôn. Cho đậu bí vô trước. Trái bí vô trước. Đậu bí, trái bí. Gói não chị nên mình quá. Nào là đậu bí, nào là trái bí. Chảy mồ hôi lưỡi chưa? Không phải à? Ngủ giật bạc bạc rồi ông nội ơi. Giờ Linh nó cũng tới rồi. Chưa tới 5 giờ hơn rồi. Bữa nay cậu Năm không có vô ca không ta? Có vô ca. Đâu không có vô ca kia cậu Năm ra. Bèo bắt bệnh á. Bèo kêu lấy nó, Nguyễn Hùng nó không cầm lấy kìa. Khôi. Khôi hèn. Ủa con bí chưa để vô gì nữa? Rồi chưa để con bí lên mọi người tưởng đầu bào được rồi. Gấp bào. Ừ, rồi Linh tới rồi, giờ Linh tới rồi. Trời luôn. Rồi đâu biết thứ dữ luôn, tay một rồi lụm luôn. Còn để nắp lại nó không chị nè. Không biết để bông bí vô mà bỏ giết gà nãy có 2-3 phân bây giờ nó đầy nồi luôn thấy không? Ừ, rồi để xuống xuống. Đó. Đó. Ở đây có sạc này không? Mồi chưa ra tới rồi ha, lường trước rồi ha. Cái này thì mỗi cái lần mình nấy là mình phải lường luôn. Không có, đừng mình ca nó nằm tới đâu, đừng mình chỉnh lần một cái là yếu. Mày mốt ta làm cái dấu đi ta. Cái dấu gạch á. Nó có dấu sẵn. Thiệt chứ bộ. Lấy đi kìa. Ừ, thiệt chứ, mày mốt làm cái dấu đi. Chứ mỗi lần uống, mỗi lần canh chỉnh. Nó có dấu nè. Ba gạch. Đó, đúng rồi đó. 1, 2, 3, từ bên đây qua ba gạch nè, quạch quạch thứ ba từ đây qua nè, 1, 2, 3, 6 gạch, 7 gạch, 6 gạch, 6 gạch thì nó lưng quá, uống không, không, cái ly kia tràn đó, cái ly này ta tràn nè. 6 gạch rồi. Nãy giờ khô 3 uống lần rồi đó. Gấp nguyên con đi tự ăn mới chết. Gì? Con rồi, gấp nguyên con. Rồi, gấp gà ra nha. Rồi, gấp gà ra luôn. Trời ơi, đúng gà chạy bộ nó có khác kìa. Nhìn cái thịt vàng ươm như nghe. Gà mấy dầu à. Gà ăn hèm mà bây giờ thịt nó ngon lắm. Không có vào tay đây cả. Ú, bà Tư xinh đẹp. Đẹp mà. Trời ơi, bà Tư xinh đẹp, hôm nay ra bận bộ đồ quá đẹp luôn. Bông này gọi là bông gì bà Tư? Có chồng nữa được không? Thì bự gì chứ, bự gì à. Ăn miếng nào đáng miếng đó mà. Đồ cái món này bao ngọt luôn, do bông bí thịt gà. Ôi, nó ra nè cái nước này. Ủa quay phim chữ thầy hả bà Tư? Quay phim chữ thầy bà Tư. Wow, chảy mồ hôi lưỡi thiệt rồi. Trời ơi. Lớn gà. Hứa bà nữa, bà đi. Bà đi. Vô đang ăn. Tao ngồi tao. Bà đi. Ủa, vậy bà đi.
bên bè xương mẫu của anh hả? Có, à mà coi camera hả? Rồi có thấy mình ngồi phim vào vô hả? Trời gà chơi như đâu cái gì như nói bà đi xinh đẹp này chứ rồi, bữa nay, là có màu bén phải không? Trời nóng dữ ta, quá hấp dẫn, quá hấp dẫn. À vậy là xong đó, bu nè, bu luộc bia thần thánh gì của Mr. Hùng nè, nó có chùm chồm la xét la xẹt luôn. Ở chung như bao nhiêu tuổi ta? Em 42. Mà 44 hả? Ờ vậy còn nhỏ tuổi mình mà. 43 chứ 43. Thì ông nội, ông nó 33, 34. 34 mà ông nội ơi. Mấy ông này được chứ. 34 nhược lại 43. Vậy chung nhỏ tuổi mà kêu em được rồi. Mời cả nhà nha. Chị Nương với bà Tư ra ăn luôn nè. Tranh thủ ra luôn nè. Trời ơi câu dính cá thiên kỳ bự dữ vậy. Trời ơi trời trời trời. Đang ngồi lên gai quất cá sinh kỳ bằng con kìa. Sinh kỳ vậy là khú già đó. Con này là ông ngoại luôn nè. Ủa làm ăn được trời. Lấy cái gọng lông, lấy gọng lông. Ừ, xong tiền đúng dễ kiếm cá thiệt quá. Nói dân lông ngồi để câu gì chơi chơi mới để xuống đó. Sinh kỳ bự dữ nha. Có chừng cái gai. Cái ngạnh nó đó, để cho nó nằm xuống luôn. Để cho nó nằm rồi đè xuống. Ừ. Ủa mới này lên trời. Lên hàng liền. Giỏi. Làm chưa nè. Làm sao con không ăn đi lông? Mấy cánh gà để con giống gà ngồi đó mê câu củ con ăn đi câu hay về rồi đâu kiếm được đâu khoảng chục con nữa là làm clip đủ luôn đó. Cá sinh kỳ nó hấp lục bình cái ngồi luôn đi chị Nương. Quá với này kho không kẹo kẹo không gắt tiêu lên thứ gì chưa nổi ăn sáng nó không ăn cá mà tôi kho cá. Nghe mùi bia đó. Không có nãy có để muối bột ngọt mà. Có. Nó có để muối bột ngọt á. Kéo cái quạt ra cũng được kìa, trời lạnh mà, cho chóng. Quạt sau lưng á. Ừ, ở đúng rồi, hai dĩa lần mà. Vô cụng ly cái đi củ xì ơi. Vô. 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 Thử ngóc qua ngọt không? Vừa không? Không được mập không á. Cái này mày chăng. Hai vị trà nữa sạch sẽ ha. Chung thử ngóc coi chung, thử cái tay nghề của Hùng coi. Hấp bia đó. Nãy thấy anh chữ để đường một muối gì tùm lum á. Ít muối hả? Có bu này được cái mình húp cái nước mình ngọt dữ lắm, đã. Nãy rửa sạch một cái ha, quất tới bài luôn hết nước rồi. Nhâm muối không? Nước cơm ha. Nước cơm giò. Nước cơm giò không có để nước cơm. Dính nữa hả? Ủa đúng nước cá ăn gì trời? Dính con bự. Ủa. Dột rồi. Rồi mời cả nhà luôn nha. Vừa ăn cơm vừa lay gai luôn. Con cái đó. Chất đá cho. Hả? Giữ nó, ăn hết chứ cái thịt này nó không ngọt. Cái này rồi. Mình
kho tiêu rồi mình nó giống như cái thịt của cá lăng nha vậy đó, thì mình kho mà kho tiêu mà hơi sệt sệt nó dẻ nó dài nhưng mà nó không ngọt. Mình chắc không bạn cái khác rồi ha, dễ mà chỉ có con cá ốc trắng á, cạnh bánh chè nó bị bự lớn lớn vậy nè, còn lại cái gì dính nữa nó gọi là ốc xào không ta? Ừ, ốc xào ốc thép á, hai loại á, ốc xào ốc thép ốc mỡ nữa, ba loại này chơi chơi vậy là kêu Lâm lên câu trời thôi. Nếu Lâm nhà quê gặp con cá ốc này phái lắm, lâu ngày ngồi câu cá sấy nó cũng ngồi đây nữa. Nếu mà câu cá này tao phải mua chùm nho nè câu. Đang nhín nhiều con quá. Nho bốn lưỡi á. Này dùng chắc tới 50 ngàn. Cái này chắc cũng 40-50 ngàn ký á. Biết sao? Cái này nó nặng hơn cái bông. Cá. Cái bông ký nhiều lắm, cái này ký đâu có nhiêu. Cá sình lắm. Cá quay lại mà chút tiếng nè. Thôi sẵn đây mình cũng xin kết thúc clip ha. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha. Hẹn cả nhà clip sau. Bữa nay trời mưa mắc nghẽ bởi vì vừa ăn cơm vừa lai gai, nó ngon gì đâu ngon chứ. Nhất là cái món gà hấp bông bí nè, hấp bí nè, thêm cái món ốc bu là lục bia nữa. Thứ gì chịu nổi. Lần cá như vậy không? Vụ rồi. Vụ hả? Ủa con cá xanh kỳ sao giống cá dồ dưới trời. Nhìn nó là ná giống cái dồ con hả? Còn không? Ui sảy rồi đại ca. Rồi chào ở nhà nha, hẹn cả nhà lúc sau nha.